Vâng, giai điệu Silent Night, một cây đàn Atlas ở phân khúc rất là tiết kiệm. Tôi nghĩ rằng là bắt đầu học đàn nếu như mà các bạn không cần quá cầu kỳ, có thể cho con em mình bắt đầu với những cây đàn giản dị như thế này. Và những cây đàn tuy như này thôi nhưng mà vẫn tốt hơn rất nhiều lần khi tôi bắt đầu chơi đàn piano. Vì vậy tôi nghĩ rằng hoàn toàn chúng ta có thể học được. Và cây đàn này tôi thấy tiếng lại rất là hay. Bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím cho các bạn cùng xem. Rất là ổn định và hoạt động tôi nghĩ là rất là dễ điều khiển. À, tôi tin rằng là sẽ có những em bắt đầu với cây đàn này và thành công. Tạm biệt các bạn.